Hello, xin chào cả mọi người quay trở lại. Mình đã bán được về đâu kìa. Hôm nay mình là chưa được quên các cháu thấy anh đâu và anh lấu hết tất cả từ đầu của anh. Vừa xin bà xong giờ xin anh. Thế là thế nào? Thế giới thiệu các món nào là bà hay là anh làm rồi các cháu? Anh với các cháu nhé, anh với cháu. Đây là món xúc xích thần thánh. Đây là cho cả giấy chân thật. Đây là cá hơi chảy tí trong cá. Cá chim nướng thành mắt nhá. Cá chim nướng than. Chim cho nó chém gió nó bắn được gái thành mắt thì làm sao nó kiếm được. Cá chim nướng đấy. Đây là có đây cũng có cá này nha, đây có thịt này, cá rô nướng này. Ngon lắm, không ngon được tí. Ngon lắm. Thế này con nắm. Đây. Còn con gà nữa đâu? Gà không lối thoát. Đấy. Gà không lối thoát, gà bọc xôi như cái thằng này dưới chiếc ba mũ bẩn. Quê mấy thì người ta thì có lối thoát, mày buộc cái này mới xiên lại nó thoát đâu. Ngoài kia có con gà đấy nhá. Từ từ các bạn. Không nhưng mà. Các cháu cứ tí để anh đấy cho. Mình chát đâu rồi mà rồi nó treo. Thì hình là hết rồi đấy. Thế thì hóa ra là anh làm được thấy ít quá, các cháu thấy thế nào? Còn dưa này. Đúng rồi, tầm thường. Anh ngoài ra còn có đồ uống nhá. Đây là nước ngọt đấy, nước ngọt anh đã chuẩn bị hai chai rượu. Và ba chai rượu. Và chai rượu sim đấy. Rượu quý đấy, không đừng mà tưởng đâu. 100% nhá. Phi ơi, rượu nguyên chất đấy, không đừng mà tưởng đâu. Thôi mau. Không. Và ngoài ra có đồ ăn vặt, đó chính là gà cay bim bim. Đấy. Và quả trứng miệng dưa hấu. Mẹ quả ơi, dưa hấu mẹ cả dưa.